Bánh cho con ăn nhé. Con đi hái quả cho em ăn á. Thế em đâu? Ui, ui, anh dậy nào con. Thế em đâu? Mẹ về không thấy con với em đâu. Hử? Em ở kia cho con. Thế á? Ồ, thế con đi đâu? Sao mà đen hết thế này? Hử? Mẹ bảo con ở nhà chờ mẹ mà. Thế em đâu? Thế em đâu? Thế con bố em ở đâu? Đi đưa mẹ đi tìm em hay nào? Bố em ở đâu? Hử? Dép con đâu? Dép con mất rồi à? Con đi vứt ở đâu rồi? Dép con vứt ở đâu rồi? Dép con sắp bị mất. Thế á? Ừ. Thế này con này ăn đâu mày vứt nhá. Con chỉ ra. Em ở đâu? Con chỉ mày ha. Em ở đâu? Con bảo em ở đâu cho mẹ. Ở đâu? Em ở đâu chờ nào? Ở đâu? Ở đây chờ. Ở đây á? Thế em đâu? Em đi đâu rồi? Con bảo quả. Con bảo em ở đây chờ, con đi lấy quả. Thế em đâu? Con bảo em ở đây chờ á? Con ơi! Em ơi! Em ơi, đi đâu rồi nhỉ? Em ơi, Tân ơi. Tân à. Tân ơi.
ở đây chờ con á. Con ơi, không nào để em đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi theo mẹ đi tìm em nào. Con ơi, con à, con ơi, con ơi, con ơi, thế mẹ đưa con về ở với bà nhé, về mẹ nhé. Mẹ đi tìm em đi. Con ơi. Thế nào? Tìm thấy cô ấy không? Nhanh lên nhá, nó ở đây một mình không trông được đâu, nhanh lên. Chị nhớ là đâu? Chị
Chị nói ông gửi ở nhà bà trong mà tìm thấy là tôi ở bà đấy gì? May mà tìm gặp đấy, gặp tôi ấy. Tìm hai chị em nó xong rồi gặp con chị bảo chị nó vào. Đưa là lớn rồi, thế thằng. Bảo em ở kia rồi. Trẻ con như thế này nguy hiểm quá. Chân anh thế nào? Đúng chứ? Chân anh chị đớn đớn chứ đừng mua con chỗ này con tím nhiều. Ở sáng đang đỡ dần, may không gấy bị tím, bây giờ đang tím bong trời. Không sao đâu được rồi, may còn hơi tốt rồi. Nó đói đấy, hôm nay cho cháu nó uống nước. Thôi ở lại đây thôi, như thế thì tạm ở lại đây xong là chiều về thôi. Nó ngoan đấy, nó gọi còn không là. Thế là ở lại đây chiều về thì được, đây không nói thôi. Thôi khô để tôi đi lấy nước cho con. Thôi để em có đi lấy, lấy cái gì em có đi lấy. Ăn nước để uống hết thôi, đi cố gắng đi lấy. Đâu có con nhiều đấy nhá. Cái này không kịp mang quần áo cho đứa bé đâu mà không kịp mang quần áo đi gửi con chị nó ở bà xong rồi. Hôm nọ thế là hôm nọ cô bồ cái thuốc kia gì? Vâng, cho nên đâu hôm nọ bà hái cái thuốc kia cho em bỏ đỡ bây giờ. Cái thuốc ở đây có để nó nóng chín lên xong cái buộc à. Trước cô bị chân đau cũng thế. Trước em bị đau và lấy cái này về cho em bố. Bác dùng thuốc tây thì khó quá, họ ai cũng khuyên bảo dùng thuốc nam, nó không có thời gian đấy. Ngoan phết này mẹ đấy. Đang làm thuốc cho bác này. Phải vò cho chín đúng không? Vò cho chín. Được chưa? Được rồi. Như là trong chín cái vỏ được không? Hơn.
mắn. Không sao, đây là cởi 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 hết băng lên ha. Còn cô ấy, không có cô thì lấy cái bông ra. Ừ. Là cái lên bông. Cái này buộc có buộc bó vào lâu không? Thật thà ra thà ra quần. Có buộc vào lâu không? Buộc cứ bó khi nào hết hết nóng thì lại tháo ra. Không nóng lại được. Cũng mát mát hết rồi. Chắc hiệu quả nên sẽ mát hết. Thế là mỗi ngày bó bao nhiêu lần? Ngày cứ khi nào nguội là lấy ra tháo ra để bó lại. Con sao không? Không có nhé. Không có gì. Hôm nay ở đây đi. Hôm nay em cứ ở đây với tôi ở đây. Đấy. Tí nữa đổ chắc nhân tí nữa hai mẹ con em lại về thôi. Còn có con chị nó ở nhà để và tí nữa thôi tôi đưa cô về, tôi gọi xe đưa cô về cho. Hai mẹ con cứ về. Cô hôm nay ở đây thôi. Hôm nay cho là sao nhưng mà ở đây đi hai mẹ con ở đây đi không, em chắc đi ở về. Đây xong là chưa về cũng được thôi em đi về, hai mẹ con đi về để làm cơm làm sao cho cô chị ăn mai lại đi học. Bây giờ cũng về sao để tôi gọi người đi thôi đấy. Thôi hai mẹ con em không được để tôi gọi nhé. Để tôi gọi cho ấy để tôi nghe đi thôi thôi. Đi đây bận hết rồi con cửa ra. Để xem ạ. Không cần đâu.
con chị à. Đi thôi chị về đó, xong chị về đó. Nè. Đi về à? Đi. Dạ dạ con chị lắm. Dạ tốt giờ nhà nó. Nào. Dạ con đút nè. Cho em nhé, mẹ lấy quần áo cho em thay. Mẹ đi lấy lá làm bánh cho con ăn nhá. Vâng. Con ngồi đây cho em ăn nhá. Nào con, em ăn đi. Ha ha ha!
con đi ra lấy cái rổ cho mẹ đi. Mẹ. Vậy con sao lấy về bộ cổ đi? Miu con giấu em cho mẹ làm miu. Miu ơi, xem em ngủ thế nào nào. Bánh sắp chín rồi đấy. Thank you.
xong rồi. Đây bánh chín rồi con ạ. Chín rồi. Ăn bánh lắm. Con đói chưa? Đói. Đói lắm. Ê, con ơi. Ê, ngon trời nhỉ. Chào em ngủ đấy.